Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc ha. Thì hôm nay mình vừa về được 3 bộ âm ly công suất tích hợp ha. Có cái mã là SMSL-AO200. Đây, nó có tích hợp luôn là Bluetooth nha các bạn. Con này thì âm ly Class D. Và khi mình nói tới Class D á, thì nhiều anh em hay bảo là tiếng nó khô. Tiếng nó khô, giải mic nó khô. Còn bass, giải bass với giải cao thì khỏi phải nói rồi, giải cao rất là chi tiết và sạch sẽ, còn giải bass cực kỳ là uy lực rồi ha. Thì nó khô, cái mic nó khô là do các bạn chọn dòng âm ly nào các bạn chơi, và cái mạch Class D đó do hãng nào nó sản xuất, đâu phải mạch Class D cái loại nào giải mic nó cũng khô đâu ha. Thì ở đây thì mình xin nói chung chung vậy, như vậy thôi. Thì trước khi mình nhập hàng á, thì bên mình cũng đã cân nhắc kỹ những cái dòng sản phẩm nào nó tương đối nó phù hợp. Thứ nhất là về giá thành, thứ hai là về chất lượng, thứ ba là về chất lượng âm thanh ha. Đó, thì ba cái đó là yếu tố chính ở bên mình. Thì để cho các bạn mình tạo điều kiện, để mình tạo cho nhiều anh em tiếp cận nó dễ hơn ha. Vì với cái đồng tiền mình bỏ ra thì nó rất là phù hợp và xứng đáng hơn. Thì ở đây á, thì mình đã nhập về được 3 bộ con AO200. Hiện tại kho Sài Gòn mình thì có sẵn 2 bộ, kho Hà Nội thì có sẵn 1 bộ ha. Rồi, thì các bạn đọc sơ cái thông tin ở đây á, thì nó sử dụng mạch Class D này ha. Thì nó sử dụng là chip control này của thằng Nhật nè, NZW1194 ha. Đó, thì các bạn quan tâm tới thông số nó thì các bạn vô trang web chính của nó, các bạn coi ha, smslaudio.com. Thì web này thì nó sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin chi tiết cụ thể từng sản phẩm luôn. Thì ở đây sản phẩm của mình là AO-SMSL-AO200 âm ly tích hợp công suất. Thì đối với giữa cái con này với con DA9 á, DA9 thì trước Tết đó nhiều anh em mình hỏi mình lắm, thì mình vừa cũng con DA9 ra xong rồi khoảng một tuần sau là con AO200 này nó ra luôn. Thì mình coi thông số nó, hai con này hoàn toàn nó như nhau. Cái con AO200 này nó chọi hơn một chút á, thì nó có cái cổng USB kết nối máy tính luôn, làm đát cho máy tính luôn. Thì nó chỉ giải mã gớm ghém trong vòng 24 bit thôi, thì nó không phải chuyên về các bạn đòi hỏi nó đát của nó tích hợp mà hay ngang ngửa với đát rồi thì chắc chắn là sẽ không không như không thì sẽ không được hay bằng cái con đát 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 chuyên dụng rồi ha. Thì nếu mà nói về cái công suất á, và chất âm á, thì con này quá chi tiết và đánh cực kỳ nét ha. Tại vì mình đã nhiều anh em chơi, họ đã feedback lại với mình, họ đã đi trước, họ đã order hàng ở bên nước 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 ngoài trước đó, họ họ chơi và mình sẽ đã hỏi hỏi thông tin của họ, thì họ đã cung cấp cho mình như vậy. Họ nói con này chơi rất hay trong tầm giá, nói chung là trong tầm giá này thì không có con nào mà cảm thấy qua được nó hết ha. Nếu mà nói về chất âm, còn nói về mà đát giải mã tích hợp theo nó đó, thì các bạn so sánh nó với cái đát đát chuyên dụng chắc chắn thì nó sẽ không bằng con đát chuyên dụng ha. Ở đây mình xin nói thẳng là như vậy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi sơ qua cái thông số kỹ thuật của nó. Con này có hỗ trợ sub nha các bạn. Rồi, đây là cổng, đây là máy của nó nha. Đây là mặt trước nè, mình xem sơ qua trên trang web trước chút xíu nữa mình đọc tập hợp sau nha. Cái núm volume control nó nằm ở giữa ha. Rồi, ở đây là phía sau của nó. Phía sau của nó thì cái cụm này là ga loa ha, loa trái loa phải, cụm này cụm Bluetooth, cụm với dây là USB. USB cái ngõ này không phải là các bạn kết nối cái cục USB vô để nó phát nhạc nha. Cái ngõ USB này á, thông số của nó là báo là USB input, có nghĩa là các bạn kết nối OTG qua điện thoại nó, hoặc là các bạn kết nối máy tính qua nó ha. Rồi, và ngoài ra chúng ta nó cho chúng ta cổng kết nối sub vào chỗ này nè các bạn, sub nè, subwoofer nè, out nè ha. Và có thêm cổng ba lăng luôn, ba lăng input và RCA input ha. Cụm bên đây là input nè ha, còn cụm bên đây là ga sub ha. Các bạn có sub thì các bạn đấu cái cục sub vô chơi. Thì con này đánh tích hợp với mấy cái loa Bushnell thì cực kỳ là hiệu quả ha. Rồi, điện nó sử dụng auto volume từ 100V cho tới 240V luôn nha các bạn. Các bạn khỏi sợ bị cháy máy, các bạn xài nguồn điện nào cũng được hết, 110, 220 gì nó đều hoạt động tốt hết. Tí xíu nữa mình sẽ nói cái phần nguồn về thằng này. SMSL họ học của hãng B&O cực kỳ tốt về làm cái phần nguồn ha. Rồi, đây là máy đó, ha, đây là ngoại hình của máy trên web nha. Tí xíu nữa mình tập hợp trực tiếp trên tay cho các bạn xem thử. Rồi, mình đi sơ bộ qua cụ thể của nó một tí. Thì nó mang những cái công nghệ gì ngay chỗ này nè. Đây là cụm công nghệ của nó. Thì các bạn đọc cái thông tin thì các bạn sẽ biết ha. Bluetooth 5.0 nè ha.
chip chip âm thanh nè ha, hai con chip âm thanh luôn đó. Rồi đây màn hình display luôn, màn hình hiển thị màu sắc luôn. Đây USB nãy mình nói là USB audio input, có nghĩa là các bạn kết nối OTG điện thoại hoặc là kết nối với PC, laptop, máy tính nha. Và có cổng ba lăng luôn nè ha, ba lăng input luôn. Rồi còn cái này là cái gì đó mình chưa gần, còn cái này là cái remote hay CNC giống, có nghĩa là cái này giống cái vỏ design quá. Còn cái này là cái remote kèm theo ha, con này có remote kèm theo luôn nha các bạn. Rồi ở đây mình đi sơ bộ một tí nè. Rồi đó, đây là hãng họ chụp rất là chi tiết và rõ ràng cho chúng ta ha. Rồi ở đây thì họ đánh với lo bút cell ha, 2.1, hệ thống 2.1 có cả subwoofer luôn. Rồi Bluetooth 5.0. rồi đây là phần chỉnh airway laser. Thì đối với mình test thì chắc chắn mình lúc nào mình cũng để cái device đó, các bạn nghe thể loại nào các bạn tùy ý các bạn chỉnh ha. Rồi nó có tính năng ở trên máy luôn, các bạn chỉnh cũng được ha, rất là dễ. Rồi ở đây, rồi ở đây thì nó giới thiệu cho chúng ta cách xài cái remote và chúng ta các bạn xem sơ qua vô trang web chính của nó là cách nó sẽ show hết tất cả các thông tin từ A đến Z về cái sản phẩm của hãng SMSL luôn. Rồi ở đây là chip của Nhật Bản nè ha, đây chip control volume nè đó, GRC ha, NZ1194 ha đó. Rồi ở đây là những cụm từ, những cái cụm phần lọc của nó và phần nhiễu nè ha. Rồi các bạn xem sơ, các bạn hiểu về kỹ thuật các bạn sẽ nắm rõ hơn. Rồi ở đây là chip của âm thanh Class D này, các bạn sử dụng hai con nha, mỗi kênh hai con chip này nha, ok ha. Đó. Rồi đây là ngoại hình kích thước của nó ha. Rồi ở đây cuối cùng là cái thông số kỹ thuật của nó nè. Input chúng ta do ba lăng RCA, Bluetooth và USB nha. Lưu ý nha, mình nhắc lại nha, USB thì các bạn kết nối OTG với điện thoại hoặc là kết nối trực tiếp vào máy tính của chúng ta ha, laptop hoặc là PC. Đó. Rồi. Rồi, ở đây là công suất đầu ra của nó, đáp ứng tiêu thụ của nó nè. Cho ra loa nè. Đối với loa 2 ohm thì nó ra được 150W một kênh. Loa 4 ohm thì nó ra được 90W một kênh, quá tuyệt vời ha. Mấy cái loa mà bút xe của dòng mà châu Âu á các bạn, nó quýnh toàn loa 4 ohm không, thì cái công suất này quá tuyệt vời với cái loa bút xe của châu Âu rồi ha. Còn loa 8 ohm thì quýnh được 50W cho hai kênh ha. Rồi ở đây là trọng lượng của nó ha, các bạn lưu, các bạn kích thước và trọng lượng của nó thì các bạn coi tham khảo sơ qua. Rồi ở đây thì mình cảm thấy phần nguồn, đây phần nguồn họ làm rất là, thứ nhất là hãng họ chụp hình rất là chi tiết về cái phần nguồn ha. Phần nguồn này á, nó cũng là một cái phần nguồn dạng như cái nguồn sung. Nguồn sung là nguồn adapter bên ngoài, nhưng mà giờ họ hãng SMSL á, họ không làm kiểu mà vùng rời nữa, và họ tích hợp luôn trong đó. Khi mà họ tích hợp luôn cái cụm nguồn sung này ở trong máy đó, thì các bạn lưu ý nha, cái cục nguồn đó lọc nhiễu cực kỳ tốt hơn là cái nguồn rời nữa. Ví dụ như giờ các bạn, nếu mà hãng SMSL ngày trước đó, nó làm nguồn rời, các bạn muốn cái cục nguồn ngon á, một là các bạn xài nguồn tuyến tính đó, thì nó sẽ lọc nguồn sạch sẽ hơn. Còn bây giờ hãng SMSL họ học ở những cái mạch, cái những cái hàng như là P&O á, nó tích hợp nguồn công suất cho nó luôn á, cực kỳ tốt nha. Mình chở cái độ nhiễu nó cực kỳ thấp luôn. Đó, đây là phần nguồn này, các bạn đọc sơ các bạn sẽ hiểu nó, cục nguồn này tới 300W lận nha các bạn. Đó. Nói chung là gần đây mình tìm hiểu sơ qua, SMSL họ làm từ con đác cho tới âm ly, họ đều sử dụng cái nguồn xung tích hợp ở bên trong luôn. Khi mà tích hợp bên trong thì cái độ nhiễu cực kỳ thấp luôn, và hãng họ chú trọng vào cái phần nguồn này là chính, là nhiều nhất, tại vì chơi âm thanh cái nguồn nó rất là quan trọng, cái nguồn điện á ha. Rồi ok, họ show cho chúng ta thấy rõ ha, những gì của họ làm. Rồi nó là như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đập hộp cho các bạn xem thử nha. Ok, trước khi đập hộp các bạn đọc sơ qua cái thông tin này giùm mình nha. Đó, những thông tin là họ cung cấp cho chúng ta đầy đủ hết ở thông số ở trên đây luôn rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đập hộp thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tập hợp cho các bạn xem. Và đây là trước mặt các anh em một con âm ly tích hợp SMSL AO200 ha. Hộp khá là to, ngang cũng cỡ 20-40 đó các bạn. Bề ngang khoảng 40 cho cái hộp nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình mở hộp nha. Có chứng nhận logo Hi-Res luôn rồi nha, in trên máy luôn.
Rồi mình thích đập hộp mình xem sơ qua nó có những cái thông tin gì trên đây không. Ok, và bây giờ mình tiến hành mình mở hộp nha. Rồi. Rồi, tiến hành mở hộp. Đây, trong đây không còn một cái hộp nữa. Ở kia là hộp bọc bên ngoài thôi. Rồi, để mình nâng cái máy lên cao cao chút xíu các bạn xem thử bên trong nó có cái gì ha. Mình cũng tò mò. Rồi, và đây mình tiến hành mình mở hộp. Rồi, ở đây gồm có catalog của hãng ha. Catalog thì giống như ở trên mạng thôi, các bạn lên cái trang web của nó hồi nãy mình mới vừa giới thiệu á, nó cũng nằm trên đó hết trơn rồi ha. Ở đây thì mình chỉ xem sơ qua thôi. Nó có hướng dẫn chúng ta chỉnh input, output luôn nè ha. Input nè. Xin lỗi, chỉnh input rồi chỉnh error laser rồi chỉnh setting của máy các kiểu ở trên đây luôn ha. Thì cái này mình tự chỉnh nghiên cứu và mình chỉnh sau. Rồi, catalog mình xem sơ qua như vậy thôi. Rồi, cho chúng ta gì? Đây. Đây là cáp USB nha các bạn. Cái cáp USB này là hai đầu lớn nha các bạn. Hai đầu B, đầu lớn. Mình nói lại nha. Cáp USB này các bạn có thể kết nối OTG với điện thoại hoặc là máy tính PC hoặc là laptop nha, lưu ý nha. Chứ không phải là cái cổng USB của nó, các bạn cắm cái cục USB vô để nó phát nhạc nha. Ok, rồi. Rồi, còn đây là dây nguồn của hãng. Thì mình quên, mình xin nói lại cái phần dây, cái phần nguồn á. Thì hồi nãy mình đã nói cái nguồn xung ở trong đó thì hãng họ làm rất là tốt rồi. Thì chúng ta chơi âm thanh cũng đã hiểu ha. Chúng ta muốn nguồn nó sạch sẽ, nó điện đớm nó đầy đủ hơn thì chúng ta đầu tư một cái sợi dây nguồn tầm dưới 2 triệu là ngon rồi ha. Rồi, ok, cái này dây nguồn theo máy chắc chắn sẽ không được tốt bằng cái sợi dây nguồn các bạn mua ở ngoài nha. Điều này đương nhiên rồi nha. Rồi, anten Bluetooth và cái remote control ha. Ok, rồi bây giờ nhân vật chính của chúng ta đây. Mình sẽ mở nhân vật chính ra. Ồ, cầm khá là nặng tay nha các bạn. Rồi, nó cũng nhỏ gọn. Cái hộp tuy lớn thôi nhưng mà bên trong cái máy nó cũng nhỏ gọn ha. Đây, đây, đó, rất là đẹp. Màu đen. Cái này chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi nha các bạn. Các bạn hỏi màu trắng hay là chắc là trắng, không có màu trắng nha. Hãng nó không có màu trắng ha. Chỉ có một màu duy nhất là màu đen nha. Rồi, bốn cục cao su chống rung ha. Ok. Rồi, phía sau lưng của nó nè. Đây. Vẫn y chang giống như trên catalog họ, trang web họ để sao giống y chang như vậy ha. Rồi, mình nói lại nha. Ga loa, loa trái, loa phải ha. Nguồn ha. Đây, nguồn, cái công tắc nguồn mở ngay chỗ này luôn. Đó, mình nói vậy ha, các bạn đầu tư thêm cái sợi dây nguồn tầm 2 triệu của nữa là xài ngon rồi. Dây nguồn khoảng Fullutech cỡ 2 triệu đổ lại là xài ngon rồi các bạn. Đó, đầu tư thêm dây nguồn xịn xịn tốt nữa là rất là ok. Chơi âm thanh chúng ta cũng biết cái điều này. Rồi, đây là anten gắn Bluetooth vô. Còn đây là USB kết nối OTG với điện thoại và PC, laptop ha. Còn khúc này là kết nối sub nha, sub out nha. Ok, subwoofer out. Rồi, RCA ha, input, ba lăng ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu vào thiết bị âm thanh của mình và mình test cho các bạn nghe thử nha. Thì mình chắc chắn thì mình sẽ lấy cái thử nguồn nhạc số trước đi ha. Nhạc số mình test RCA. Ok, rồi. Rồi, mình đã đấu vào cái dàn thiết bị âm thanh của mình ha. Ở đây thì mình đánh cái cặp loa nhỏ nha. Loa này là 4 ohm thì nó sẽ cho ra được 90W một kênh nha các bạn. Loa này loa của Áo, loa châu Âu. Đa số loa châu Âu thường thường nó chỉ có 4 ohm là nhiều nhất nha. Rồi, ở đây như mình đã nói ha, chúng ta trang bị thêm cái sợi dây nguồn của hãng Fullutech nữa. Cái con này, cái dây nguồn này thì bên mình cung cấp là 1,9 triệu một sợi ha, dài 1,5 m ha. Đó, luôn đầu rắc luôn, đầy đủ luôn. Đó, còn đây là loa ha. Còn đây là AV từ con đác vô thì mình lấy con đác mình test cho nó nhạc, cho nó xịn sò hơn, cho nó chỉnh chu hơn về cái chất âm của cái con âm ly này để nó hoạt động, để nó ra cái công suất cho nó đạt cái tiêu chuẩn hơn ha. Rồi, ở đây thì đặc biệt cái cam âm ly này các bạn thấy vậy thôi chứ nó cho chúng ta chỉnh được bass chép nha các bạn. Đây, các bạn có thể sử dụng remote hoặc là sử dụng phần cơ ở trên đây cũng được nữa nè. Đây, thì ở đây chúng ta chọn input ha, error laser nè, bass chép đầy đủ ha. Đó, thì mọi thứ mình để cân bằng là không không hết. Còn input á thì nó cho chúng ta nhiều, nó cho chúng ta tới 4 cái lựa chọn. Thứ nhất là USB ha. Đó. Thứ hai là ba lăng, cổng ba lăng á, ở đây thì mình test cổng RCA là in ba lăng ha. Còn các bạn chơi Bluetooth thì các bạn chọn Bluetooth. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ phát nhạc cho các bạn nghe thử nha. Đó là những gì thông số mình đã chỉnh và cơ bản mình giới thiệu cho các bạn. Vì cái con này hiện tại thì chỉ có bên mình
Hiện tại duy nhất, hiện tại thời điểm này thì bên mình về được 3 bộ thôi, còn các shop khác thì mình không biết họ có hay là không. Rồi, mình test xong mình sẽ báo giá cho các bạn sau nha. Vẫn rơi không.
chân em tìm đến chuyện ngày xưa biết sao mỗi cánh chim bay phương nào còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em chuyện ngày xưa biết sao mỗi cánh chim bay phương nào còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi mình đã test xong cái con âm ly tích hợp SFSL AO200 thì mình test trên cái con DAC rời của mình nha. Ok, nó có thể chơi được Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 thì các bạn chỉ chơi... Nếu mà nói hay thì cũng tương đối là ok thôi. Tại vì Bluetooth nó chắc chắn nó sẽ có cái độ trễ. Nên nghe nó không có chính xác bằng qua DAC. Có con DAC rời nữa thì chúng ta chơi nó sẽ hay hơn. Nếu như chúng ta không có DAC thì chúng ta có thể kết nối cổng USB với cái OTG. Chúng ta làm nguồn phát cũng được ha. Còn con DAC rời thì chắc chắn nhạc nó sẽ hay hơn là DAC tích hợp. Còn về chất âm, công suất của nó khá là khỏe, khá là chi tiết, khá là hay ha. Giọng mic rất là ngọt ngào, không như các bạn nói là... Tại vì mình lên hội mấy bạn chơi Class D, mấy bạn hay chơi là sao tiếng nó khô. À, còn giải chép với giải bass thì đánh rất là... Bass thì đánh rất là uy lực, thì không nói là cái gì. Class D công suất rất là khỏe, cái bass quýnh xuống cực kỳ sâu. Còn giải cao thì khá là chi tiết ha, ngọt ngào và chi tiết. Còn các bạn hay lăn tăn về cái giải mid ha. Thì quan trọng chúng ta tìm hiểu và chúng ta đầu tư cái nào cho nó thích hợp. Trước khi chơi thì các bạn đều cũng phải nghiên cứu, các bạn mua cái gì. Mình cũng vậy thôi, mình bán mình phải nghiên cứu cái nào nó tiện lợi, nó thích hợp cho các bạn thì mình mới dám nhập về mình bán. Chứ mình không có nhập lung tung mã này mã kia các kiểu ABCD các kiểu, nó rất là loạn ha. Chắc chắn thì các bạn sẽ fix có nhiều cái, chắc chắn là phải con nào nó cũng nó mình trước hết mình phải xem thông số của nó, xong sau đó mình xem nó ghép được với cái loa nào ha, đó thì mình mới đầu tư ha. Ok, mình cũng buôn bán mình cũng vậy thôi, mình xem cái nào nó tiện lợi. Thứ nhất, giá cả. Thứ hai, sự tiện lợi. Thứ ba, độ hay của nó ha. Thứ tư nữa là chất lượng. Thì SFSL các bạn khỏi phải lăn tăn ha. Bây giờ hãng này giờ mình cảm thấy nó bán thị trường nước ngoài châu Âu khá là nhiều. Ở các bạn lên mạng các bạn search toàn là tụi châu Âu nó review dòng này không ha. Ok. Rồi, cái con này thì giá bán là 6.750.000 nha các bạn. 6.750.000 thì các bạn mua tại shop nha. Các bạn có muốn ship code gì hay là gì đó thì các bạn mình cũng có ship code, nhưng mà ship code chắc chắn các bạn phải đặt cọc cho mình vì con này giá trị nó trên tới 5 triệu lần ha. Rồi ok, thì nếu như các bạn mà có chuyển tiền cho mình trước á, thì mình sẽ miễn phí ship cho các bạn ha. Còn các bạn mà mua ở tại cửa hàng thì mình sẽ có giá ưu đãi hơn ha, hoặc là mình có tặng quà cho các bạn. Còn các bạn mà ở tỉnh mà muốn
À, các bạn ở tỉnh á, thì chắc chắn các bạn thanh toán cho mình trước thì chắc chắn mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ có cái cửa hàng mình mua nha. Thì cái giá này mình báo là 6 triệu 750 ngàn là mình bán tại cửa hàng nha. Ok, còn các bạn ở tỉnh thì những ship code chắc chắn các bạn phải trả thêm cái tiền phí ship và đặt cọc cho mình trước ha. Ok, thì giá cả đặt cọc thì chúng ta sẽ trao đổi qua tin nhắn hoặc là điện 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 thoại ha. Rồi, chúng ta thống nhất với nhau như vậy. Làm việc cho nó dễ. Rồi, ok, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.